Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Trên Hải Phòng. Thì hôm nay Trên Hải Phòng sẽ giới thiệu cho các bạn một cái khu trải nghiệm cực kỳ hot tại Hải Phòng trong những tháng, những năm gần đây. Đó chính là khu trải nghiệm Big Sun. Thì khu trải nghiệm này chỉ cách cầu rào khoảng 10 km thôi ạ. Và đây là một cái khu vui chơi, nghỉ dưỡng và trải nghiệm có thể nói là hàng đầu Hải Phòng. Được đặt tại thôn Tam Kiệt, Hữu Bằng của Kiến Thụy. Và cả cái khu này có cái diện tích khoảng 6 hectare, tương đương với 6.000 m2 các bạn ạ. Và Big Sun thì nằm ở bên bờ sông Đa Độ, rất là thơ mộng và trữ tình. Và chỉ mất khoảng 20 phút di chuyển từ trung tâm thành phố Hải Phòng, chúng ta đã có mặt ở Big Sun để các bạn có thể trải nghiệm một cái không gian rất là rộng lớn và tươi đẹp. Thì đây là một cái khu trải nghiệm phức hợp với các cái công trình kiến trúc và phân khu rất là đa dạng, có thể nói là lý thú bậc nhất của thành phố Hải Phòng. Theo như các bạn ở trong khu trải nghiệm này chia sẻ thì hiện tại Big Sun vẫn còn đang xây dựng thêm một số các cái khu vui chơi mạo hiểm, có thể nói là hàng đầu ở miền Bắc. Và chúng ta đón chờ xem đến tháng 9 này thì các cái khu trải nghiệm này sẽ full. Đó, các bạn có thể nhìn lên trên màn hình, đây là cái ven bờ sông Đa Độ rất là thơ mộng. Và Flycam đang bay để cho các bạn nhìn thấy toàn bộ cái khung cảnh của khu trải nghiệm Big Sun từ phía trên cao nhìn xuống. Thì khu trải nghiệm Big Sun này là một khu trải nghiệm nhân tạo, dù mới được xây dựng và đưa vào hoạt động trong những cái năm gần đây, nhưng đã nhận được rất nhiều những phản hồi tích cực từ những cái du khách đến thăm. Và khu trải nghiệm này thì các bạn thấy là với một cái không gian rất là trong lành bên cạnh dòng sông, rồi cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, có cây xanh, có thác nước, có hồ cá với những cái đàn cá tung tăng bơi nổi, thì chắc chắn là đến với Big Sun bạn sẽ được trải nghiệm một cái không gian xanh, tươi mát và vô cùng gần gũi với thiên nhiên. Chắc chắn rằng đến đây thì bạn sẽ trút bỏ được mọi áp lực, mọi muộn phiền của cuộc sống trong những giây phút ở nơi đây. Với cái cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, chúng ta có thể thấy là có rất nhiều những cái điểm check-in lý tưởng, như là các bạn có thể tham quan thác Kinh Công này, hồ Bán Nguyệt này, cầu Cá Coi, tham quan làng cổ Hà Lan, nhà gỗ trên cây. Đấy, và ở đây các bạn có thể nhìn thấy, các bạn có thể ngắm nhìn những chú hươu sao, rồi những đàn cò. Và một cái đặc biệt là những cái đàn cò ở đây là đàn cò tự nhiên nhé. Còn đây là cái hồ Thiên Nga với chú Thiên Nga đen và một chú Thiên Nga trắng. Còn các cái đàn cò đây là cò tự nhiên, không phải của trung tâm nuôi đâu các bạn ạ. Nó tự đến, nó tự bay đến thôi. Và các bạn đến đây các bạn có thể chụp ảnh cùng với Thiên Nga nhé. Và đây là một trong những cái khu vực để check-in chụp ảnh khá là đẹp, đó chính là vườn Nhật Bản. Đó, khu vườn Nhật Bản thì được thiết kế với một cái phong cách giống của người Nhật đấy các bạn ạ. Với cái vườn tùng La Hán Nhật Bản, rồi các cái hòn non bộ rất là ok. Là một trong những cái khu vực mà chúng ta có thể cảm giác như là chúng ta đang ở phong cách ở Nhật Bản ấy. Đó, với cái cổng gỗ này các bạn nhìn đã thấy phong cách Nhật Bản chưa ạ? Rồi một trong những cái đặc trưng nữa đó chính là cái khu vực nhà trên cây, nhà Hà Lan. Và được lấy cái cảm hứng từ không gian cổ tích, cái khuôn viên trải nghiệm Big Sun như một bức tranh rất là thơ mộng, đúng không ạ? Đặc biệt là khu nhà gỗ bên hồ được xây dựng dựa trên cái ngôi làng cổ cổ tích ấy ở Grishorn của Hà Lan. Thì đây là một trong những điểm check-in khá là lý tưởng cho những cái bạn mà có tâm hồn thơ mộng, không thể bỏ lỡ được. Và không cần đi đâu xa thì chúng ta cũng có thể có được những cái bức ảnh khá là đẹp cho mình khi mà đến với lại khu trải nghiệm Big Sun, đặc biệt là những cái ngôi nhà cổ tích Grishorn ở Hà Lan và những cái ngôi nhà trên cây. Các bạn có thể lên đây các bạn ngắm toàn cảnh của khu trải nghiệm rất là xanh mát. Ngoài ra thì ở đây có một cái bể bơi rất là đẹp. Cái hồ bơi vô cực này thì được phân thành các cái khu vực riêng biệt cho trẻ em và người lớn, với cái độ sâu tối đa là 1m65. Và hồ bơi được trang bị áo phao, phòng tắm tráng rất là đầy đủ. Đây cũng là một cái không gian khá là lý tưởng và khá chill để dành cho các cái bữa tiệc buffet ngoài trời và các cái tổ chức pool party. Nói chung là rất là ok các bạn ạ. Các bạn có thể nhìn cái không gian này phê luôn. Nếu mà chúng ta ngồi đây mà tổ chức tiệc BBQ hoặc là pool party thì có thể nói là tuyệt vời. Khi mà ánh hoàng hôn buông xuống cũng khá là chill các bạn ạ. Các bạn hãy thử một lần đến đây để ngắm nhìn cái này nhé.
Ở đây thì cũng đã có dịch vụ lưu trú rồi. Các cái phòng nghỉ thì được thiết kế khá là đa dạng, khác nhau và phù hợp với mọi sở thích riêng của mỗi gia đình, cũng như là các cái nhóm bạn, rồi các bạn trẻ muốn có cái kỳ nghỉ dưỡng tại Big Sun. Các loại phòng như là phòng ở trên cây này, nhà Hà Lan này, nhà cổ tích Hot Beach này, nhà Tokyo này và nhà Osaka, rồi nhà bên hồ, thì nó phù hợp với lại hai người, các cái cặp đôi, rồi là gia đình có 4 người đến và lưu trú qua đêm. Thì theo như chúng tôi hỏi thì cái giá vé phòng ở đây thì ban ngày là hình như là 700-800 ngàn gì đó, còn qua đêm overnight thì khoảng tầm 1.3-1.4 triệu đấy, rất là tuyệt vời. Cái việc mà chúng ta lưu trú ở đây thì cũng có thể ăn uống luôn, vì ở đây có dịch vụ nhà hàng luôn mà, với cái diện tích gần 600 m², thiết kế khá là sang trọng, đầy đủ tiện nghi để khách hàng có thể tổ chức tiệc sinh nhật, rồi ngày kỷ niệm, thậm chí là cưới hỏi, rồi tiệc họp mặt tổng kết công ty. Và cái nhà hàng này thì nó có 2 tầng các bạn, to lắm, sức chứa khoảng 300 khách, rồi có khu vực quầy bar, khu vực coffee ngoài trời đó. Đây là cái nhà các bạn, nhà Hot Beach này, trông rất là cổ tích đúng không các bạn? Đây cũng là cái phòng nghỉ luôn các bạn nhé. Còn đồi thông nữa, đây đồi thông rất là tuyệt vời để các bạn tổ chức các cái buổi team building. Ngoài ra thì cái việc tổ chức team building ấy, ngoài việc là chúng ta có thể dạo chơi ở trên đồi, thì có 2 sân để làm team building, một sân có mái che và một sân cỏ không mái che, có sức chứa khoảng 200 khách. Đó, còn đây là một chiếc cầu rất là tuyệt vời đấy các bạn ạ. Cái cầu mà bắc ngang qua hồ cá koi ấy, nếu mà nhìn từ trên cao nó gần giống như một cái bát quái các bạn ạ. Hình bát quái rất là tuyệt vời. Các bạn đi trên cái cầu này thì cảm giác rất là chill, và chắc chắn là các bạn sẽ có được rất nhiều những bức ảnh đẹp ở trên cái cầu bắc qua cái hồ cá koi này. Nó uốn lượn rất là đẹp, và xung quanh là những cái chòi ngắm cảnh. Đó, các bạn có thể nhìn thấy những cái phiến đá bắc qua hồ rất là tuyệt vời, và chúng ta có thể ngắm được những cái đàn cá koi rất là đẹp luôn. Và nói chung là nếu mà các bạn đến đây với cái khung cảnh thác nước rồi đàn cá koi đẹp như thế này, thì chúng ta sẽ cảm thấy tâm hồn nó rất là thư thái và thoải mái luôn, hòa mình vào thiên nhiên, ngắm những chú cá koi vàng, trắng rồi là đỏ rất là tuyệt vời như trên màn hình các bạn đã nhìn thấy. Và cảm giác mà cho cá koi ăn thì đấy, một cái đàn cá rực rỡ màu sắc, các bạn có thể nhìn thấy ấy, làm chúng ta cảm thấy tâm hồn rất là thư thái đúng không ạ? Và giá vé vào cái khu trải nghiệm Big Sun này ngày thường bây giờ chỉ khoảng tầm trẻ con thì đâu đó 70-80, còn người lớn là 150 các bạn ạ. Và ở đây thì có một số những loại con cá rất là to luôn. Đây là con hải tượng nha các bạn nhé. Con hải tượng này thì lên đến khoảng 40-50 cân các bạn ạ. Các bạn nhìn trên máy quay thì nó bé thôi, nhưng mà nhìn thật thì nó to khủng khiếp luôn các bạn ạ. Đó. Và khu trải nghiệm Big Sun này không chỉ là một cái tổ hợp dành cho các bạn trẻ đam mê khám phá, mà còn phù hợp với du lịch gia đình cho bố mẹ và các bé nữa. Nói chung đến đây thì các bạn sẽ được tự tay khám phá môi trường tự nhiên, rồi các bé được ra vườn hái rau, bắt gà hay tự chế biến các cái món ăn Việt. Và đây là một trong khu trải nghiệm đáng để cho các bạn đến nhá. Và kênh Trinh Hải Phòng sẽ kết thúc cái video clip ở đây. Các bạn hãy đừng quên ấn subscribe, đăng ký kênh Trinh Hải Phòng nhá. Và nếu các bạn muốn chúng tôi quay thêm những cái vị trí, những cái địa điểm nào thì các bạn hãy comment xuống bên dưới. Xin chào và tạm biệt các bạn.